nhiều dấu con ơi. Bắt nước hả? Mẹ ơi mẹ. Mẹ ớt chua hả? Tí nữa tối tối sau khi mà khách quen xong là ông về đây xin cho các em chơi một món chơi rất là hay. Mẹ bắt cua, mèo bắt chuột nè, rồi cả xét chuột nè, rồi vịt mắt bắt dê nè, rồi vịt mắt bắt con gì nữa nè, nhiều con nữa. Bây giờ anh cái em chú ý đến lời nói của anh.